Vui không con? Chó cá bảo vệ rế cá quá ha. Hai anh em thương nhau quá ha. Đúng không? Titi giờ thương Tion chứ mốt Titi đi theo tiếng gọi tình yêu rồi. Titi cũng về rừng rồi đúng không Titi? Xong nhiệm vụ là về rừng đúng không? Đúng rồi. Giờ đi theo Tion để giữ lời hứa, cùng Tion thực hiện sứ mệnh kêu gọi bảo vệ thiên nhiên động vật thành công, để giúp cho đồng loại của mình không bị biến thành thú cưng, không bị tận diệt trong rừng ngập mặn. Đúng không Titi? Đúng không? Đừng ai biến rế cá làm thú cưng nha. Rế cá sống trong thiên nhiên là chỉ nên bảo tồn trong thiên nhiên thôi nha. Rồi chuẩn bị có nghèo nữa rồi kìa.